nay chị này chị đến báo án cho hiệp sĩ Quỳnh Hải là chị bị bọn tội phạm nó cậy cửa nhà, nó vô nó lấy trộm xe vàng tiền này kia, giấy tờ này kia. Ờ chị họ tên gì? Dạ em họ tên Nguyễn Thị Tiềm nhưng mà xe em mất là người đứng tên Phan Kim Ngân. Rồi chị dạ. Kể là bữa đó ngày mấy mấy bị nó vô cậy cửa mất xe? Dạ đêm ngày 3 sáng ngày 4. Rồi tháng 3 phải không? Dạ. Năm 2022 thì chị bị nó bọn tội phạm nó vô nó cậy cửa bằng cách nào chị nói coi? Thì cửa trong của em á thì em chỉ móc thôi chứ em không phá. Móc chốt phải không? Dạ em móc chốt thôi chứ em không có phá, nhưng mà bọn tội phạm nó vô không biết nó vô bằng cách nào thì em không biết, nhưng mà tới 5 giờ sáng em ra thì phát hiện là cửa em mở hé cỡ khoảng bao nhiêu. Nếu như là nó lấy xe xong rồi nó khép lại nhỏ như vậy rồi nó mới đi, là em ra em thấy cửa mở trống như vậy, nhưng mà xe em thì mất rồi mà em mới đi xuống công an báo. Chị báo em phường nào? Dạ phường Nguyên Hưng Tân Nguyên Bình Dương. Hiện nay ở phường Nguyên Hưng Tân Nguyên Bình Dương hiện nay là người dân đến báo án còn là mất xe nhiều lắm ha, một ngày mất cả chục chiếc á. Dạ. Nên mọi người cảnh giác, mình ngủ mình là bơn gà giúp phá bóp phá trong nữa. Rồi bây giờ chị mất tổng cộng là chiếc xe hiệu gì, bản số mấy chị nói cho rõ, bao nhiêu vàng? Chiếc xe mà của em là Qualio màu đen nhám, với lại trong đó kèm theo là 8 chỉ máy vàng 18, với lại trong xe trong đó có 5 triệu tiền mặt, tại một cặp quẹt xe tên đứng tên là Phan Kim Ngân, một giấy chứng minh tên Phan Kim Ngân, một giấy chứng minh tên Nguyễn Thị Tiềm và một thẻ bảo hiểm tên Nguyễn Thị Tiềm luôn, với lại một cái thẻ ATM. Đó, làm ơn chị và bà con quét vết cảnh giác nha, làm ơn chính quyền địa phương của phường Vĩnh Hưng làm ơn giúp cho chị này xem mấy cái camera coi nó đi đoạn đường nào ra, đi chỗ nào, nó về nhà trọ nào, mấy tội phạm gì đó ở trọ gần gần đó không à ha. Đó nên mong chính quyền địa phương công viên coi xem xét chị này, chị mua xe trả góp, xe trả góp mà chị không có xe đi là đi làm ha, trả góp chưa góp xong nữa. Các bà con cũng bác làm ơn giúp giùm ha. Vừa góp xong mới lấy cặp quẹt xe về bữa 21 là bây giờ mất xe. Rồi, 21 tháng 3. Đó, bà con cô bác làm ơn giúp giùm ha. Thấy xe đâu điện thoại cho là để Tiểu Minh Hải 0913630921 0913785858. Bà con bác làm ơn chia sẻ giúp giùm bà con, mọi người chia sẻ giúp giùm, cảm ơn bà con cô bác làm ơn chia sẻ giúp giùm.